là cây long hoa, trời ơi, mới mà vẽ ra nó còn mủ nữa. Cái này cái lá rất là đẹp như hoa sen vậy đó, quanh năm nó chỉ cây này chỉ có hai màu thôi ha, màu xanh với màu vàng. Thì sau này khi mà sư tổ xuất hiện á, đức thầy xuất hiện á, sư tổ á, tức là đức thầy á, thì ngài sẽ về Thiên Long Sơn sẽ giảng pháp. Không, ngài sẽ giảng pháp ở núi Cấm trước, không rồi qua Mỹ để độ mấy thằng Mỹ, thì ngồi ngay trên đó cái bệ đó. Mà hồi xưa á, mình cứ làm sẵn vậy đó, mà làm hoài. Bữa giờ cái bệ này cũng 5-7 năm rồi, đức thầy chưa xuất hiện. Ông xuất hiện rất là nhiều lần nhưng mà trong vô vi thôi, mà xuất hiện bằng bằng thân tứ đại thì chưa. Thì đây là cây long hoa nha, nuôi Việt Nam anh nhớ nha, bông này bông như bông sen vậy đó, rất là đẹp. Ở đây mấy con lên đọc kinh đó, mà lên điện mẫu á, mà hái một cái này cúng á, mấy vị thích lắm. Có gì để không, có cái chai gì bỏ lại. Con muốn à? Tặng con á. Con muốn hỏi gì?